Lại là VinFast VM5 anh ạ. Hôm nay đang làm một chiếc VinFast VM5. Đợt này bác Vượng bác hỗ trợ về cái chính sách sạc pin cho tất cả quý chị khách hàng, có cái chính sách rất là tốt. Đợt này em làm cái dòng VinFast này khá là nhiều, đặc biệt là dòng này VM5. Hôm nay lại giới thiệu cho anh em một số món đồ để anh em tham khảo em nhé. Đấy, khi mà anh em lấy VinFast VM5 về, đầu tiên anh em nên đi dán phim cách nhiệt, bởi vì là nguyên bản từ nhà sản xuất ra thì chưa có phim cách nhiệt, và đa số hãng thì họ cũng ít tặng đấy phim cách nhiệt. Hai, lắp thêm cam hành trình, nên lắp cam hành trình nhé, bởi vì là khi mà anh em di chuyển đấy thì có cái cam hành trình thì nào cũng yên tâm hơn. Trong cái trường hợp xấu mà va chạm thì em có thể xem lại, trích xuất lại tất cả các video mà anh em cái hành trình mà anh em đi trải sàn. Đây, anh em nên làm một lót sàn. Đấy, lót sàn đây, trải sàn, sàn đèn, sàn đúc. Đấy. Xe này thì có thể lắp thêm một bộ Android Box. Nếu mà anh em hay phải đi tối nhiều thì em nên lên một đôi led. Nguyên bản của nó là bit projector nhưng đang sử dụng bóng halogen ánh sáng cho da thì khá là hạn chế, và đi nhiều buổi tối thì cũng rất là khó chịu, nên là nếu mà anh em nào cái nhu cầu mà anh em đi buổi tối nhiều thì em nên độ một bộ đèn nhé. Cái chi phí nó cũng rất là vừa phải thôi, tầm 4-5 triệu đồng là anh em đã có ngay một đôi bit led ngon bổ rẻ rồi. Đấy. Mà anh em nào ăn chơi nữa thì lên một bộ led cánh chim. Đấy, trước sau này. Đó là những cái món đồ cơ bản mà anh em sử dụng xe VinFast là nên tham khảo và nên lắp đặt. Anh em nào quanh khu vực Thái Nguyên vừa lấy xe VinFast VM5 thì mời qua Akala Thái Nguyên độ ngay những món đồ dành cho VinFast anh em nhé.